bắt đầu nó vào lấy xe này, thằng mặc áo mưa vừa quay vừa nói nhanh này, dẫn giải mình chạy. Nó mặc áo mưa bắt đầu nó quay vào lấy xe này, thằng áo mưa, thằng áo mưa này bắt đầu lấy xe, biết có camera và không nhìn lên đấy, vẫn đi đôi dép đen, có khi chính là thằng kia à, không phải, có thể là thằng đại ca, thằng kia đi xe máy thằng kia đi xe máy riêng, hai thằng cùng một cùng chỗ cùng đôi dép đen. Thằng này thì vừa anh bảo mặt nó khác là đúng đấy, tại vừa anh nhìn trực tiếp mặt nó trông thư sinh đẹp trai, còn thằng kia thì trông nó chót chót nghiện đấy, cũng soi đèn vào xe ấy. Hôm kia anh gửi sang Zalo rồi, dạ hay là còn nét đấy, bắt đầu dắt xe ra này. Sao nó vô tình không mình, không mình không không khóa xe này, khóa cổ nhỉ? Nó không, hôm nay mất thì hôm khác nhỉ? Nó kiểu này nó rình rồi, đây nó vào đúng chỗ này. Khi anh sợ nó còn có cả khóa cổng, nhưng nó đợi mình khóa cổng, mình vào tướng muộn này. Đây, trộm này, thằng đang trộm này. Đấy, ra vợ chửi chứng nhận thằng trộm. Đấy, khổ nói chứng nhận trộm.